Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng dệt may Việt Nam hiện đã tìm đường đến với các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đã chú trọng vào đổi mới, nâng cấp thiết bị công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh. Dệt may là ngành xuất khẩu chủ lực của cả nước. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2018 là một năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,01% so với năm 2017. Tuy là một trong năm quốc gia có kim ngạch xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, nhưng ngành này luôn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nước sản xuất, xuất khẩu dệt may và đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, giá thành, thời gian giao hàng của thị trường nhập khẩu. Việc duy trì lợi thế cạnh tranh của dệt may Việt Nam ngày càng khó khăn đã buộc doanh nghiệp trong ngành phải lựa chọn các giải pháp để bảo vệ lợi thế cạnh tranh của mình, đó là tăng cường đầu tư vào năng suất, chất lượng công nghệ, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Toàn ngành dệt may Việt Nam chúng ta vững vàng trước cái mục tiêu xuất khẩu, chúng ta đa dạng hóa là thị trường. Cái tầm nhìn công nghệ sản xuất của chúng ta, các doanh nghiệp và đầu doanh nghiệp chúng ta bây giờ đã có một cái tầm nhìn khác. Rất nhiều những doanh nghiệp bắt đầu là có một cái tầm nhìn về đầu tư về công nghệ 4.0 để tạo ra một cái động lực cho cái chiến lược phát triển bền vững, ổn định và đảm bảo cái khả năng phát triển thị trường nó đi đôi với vấn đề cái kết quả. Để thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may bền vững, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã tự nâng cao năng lực cạnh tranh và đang quan tâm đầu tư chiều sâu vào kỹ thuật, thiết bị, công nghệ mới với tiêu chí năng suất cao, chất lượng tốt, thân thiện với môi trường, tìm nguồn cung ứng nguyên phụ liệu phù hợp. Hiện nay, các doanh nghiệp dệt may có nhiều cơ hội tiếp cận các công nghệ sản xuất hiện đại nhất để định hướng đầu tư, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa. Điều này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ. Các kỳ triển lãm, hội chợ cũng là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, là nhịp cầu kết nối giao thương, đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm, gặp gỡ, mở rộng và củng cố thị trường, đồng thời lựa chọn và tìm kiếm nguồn hàng với mẫu mã chất lượng cao đến từ nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, trao đổi, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ. Vì như chúng ta biết đó, hiện nay là cạnh tranh thuận lợi thì nhiều, nhưng mà cạnh tranh cũng rất lớn. Để đáp ứng cái đó thì các doanh nghiệp phải nghiên cứu từng bước áp dụng cái công nghệ mới. Muốn làm điều đó thì phải nghiên cứu các cái chủng loại thiết bị phù hợp với từng doanh nghiệp và phải tiếp tục đầu tư. Trong bối cảnh ngành dệt may vẫn gặp khó khăn do phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, giá trị gia tăng chưa cao, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã xác định để có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cần phải đầu tư công nghệ hiện đại và tăng năng suất lao động. Việc đầu tư máy móc, công nghệ mới không chỉ giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt về giá, chất lượng sản phẩm mà còn rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao uy tín với khách hàng truyền thống và mở rộng thêm nhiều thị trường tiêu thụ mới. Chúng tôi phải tổ chức sản xuất các sản phẩm trên một cái dây chuyền công nghệ tiên tiến. Và những dây chuyền đó luôn luôn được đổi mới về máy móc thiết bị phù hợp với lại các kết cấu của sản phẩm để đưa ra sản phẩm ra thị trường. Như vừa rồi là tụi tôi đã đầu tư một cái nhà máy hoàn toàn tự động. Từ đổ sợi, đánh ống là chúng tôi hoàn toàn tự động. Và sắp tới là chúng tôi sẽ đầu tư thêm máy đóng gói tự động luôn. Tiết kiệm khoảng một nửa số nhân lực mà năng suất lại tăng gấp đôi. Theo nhận định của Bộ Công Thương, năm 2019 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành dệt may trong giai đoạn cần sự bứt phá, chuyển mình để tiến lên một vị thế mới, hội nhập vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam phải chuyển từ sản xuất gia công sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm, sản xuất theo thiết kế và thương hiệu riêng để mang lại giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng. Bài toán đặt ra đối với ngành dệt may hiện nay đã không còn là số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng và mức tăng trưởng, quan trọng là ngành không ngừng đổi mới công nghệ, thiết bị, đào tạo nhân sự, kỹ thuật, thiết kế, đội ngũ quản lý đơn hàng, đội ngũ marketing với trình độ cao hơn. Tín hiệu về tình hình đơn hàng cho năm 2019 đang rất khả quan, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng cho 6 tháng đầu năm và thậm chí cả năm 2019. Sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao và dần hoàn chỉnh chuỗi cung ứng dệt may. Cùng với đó, thời điểm thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã đến sẽ là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam trong năm 2019.